Man. Rồi tiếp theo là đến một chiếc xe cứu hỏa bên hình các bạn này. Yeah. Đây có voi tươi này. Đấy, rất là dễ thương đó nha. Mở cửa này. Wow. Yeah. Wow. Đây là ngâu nha các bạn. Ok, bên hình này nào. Thành một chiếc xe cứu hỏa bình như thế này. Rồi ok, tiếp theo đây là một chiếc xe taxi màu vàng các bạn ơi. Wow, rất là đẹp đấy nha. Ok, here we go. Wow, rất là đẹp nha. Còn đây là một chiếc Land Rover các bạn ơi. Sau có một cái lỗ xe cua này bên mở này đấy, động hà này. Yeah. Wow. Ok, let's go. Wow, là đẹp nha các bạn. Rồi tiếp theo sẽ đến với một chiếc xe cảnh sát này. Còn đây là một chiếc Lamborghini màu xanh nha. Ok, here we go. Tiếp theo là một chiếc Rolls Royce màu đỏ này. Ok, let's go. Yeah, rất là mạnh.